quay cho em cười. Mà thấy cháu cháu này không ngon bằng cháu thông bà chợ cháu ở đâu ấy kia. Con không? Ngon không? Ngon. Hôm qua cháu ăn thì cháu bên kia thấy ngon hơn. Nó ngon hơn hả? Ngon hơn hả? Ngon miệng thì nó mới khỏe ra. Ngon miệng nó mới khỏe. Hết khỏe hỏi hả? Vừa ăn vừa xem TV. Không tập trung đồ ăn. Đồ cái măng nó mất được. Chua ngon. Em thấy các nhà văn là cũng được đó mà. Cũng thanh nước mà. Em lấy châu Anh em cũng hết sẻ cho em một ít. Đấy, sẻ cho cả mili nữa. Có thể không bị điện đâu. Không phải điện à? Nhà kia là nước. Nước xương hợp. Rồi dính miếng hành trên mặt. Mặt dính miếng hành. Ở đây quay không ai ngại. Ở đây quay không ai ngại. Con đây quay không ai ngại. Thì chỉ là con nói Lâm Việt Nga là ngại nhất trong số này. Không phải ngại. Gia đình truyền hình màn hình cho nó. Ra nên thế thì có hình ảnh để xem. Bác Thanh là người dễ quay nhất không? Chỗ nào cũng là cũng như là tự nhiên á. Muốn quay em Nga mà em Nga cũng ngại quay không? Em Nga một cái á. Cho là tính của em ấy, nó hay kín đáo, nó không thích cái đâu. Cái kiểu mà thì Nga đẹp gái quay quay là thích, ta thích ngắm. Nói nè. Đóng cái này đi á. Đóng. Nó bác Thanh tự nhiên hay rồi. Không quay quay. Hay ăn nhiều quá. Tự nhiên thôi, một khi đã ăn thì tự nhiên. Mà nhiều người quay ngại rồi. Đây đây sống với quần chúng nhiều rồi. Phải cố gắng chứ. Bây giờ cũng ngại rụt rè làm gì, cháu đã mời còn rụt rè. Rụt rè. No phải. Không ăn hết thì chi. Mà nhiều người nói cái tiệm bác Thanh á giờ nó biến thành cũng như là cái sân khấu á, cũng như là ta quen thuộc á, thì ta thấy như là nhiều cái nhân vật tới lui á, hay xem nhiều clip thấy ta nói là một là cái tiệm thật hóa, cái khu chung cư, cái gì nữa mà cái nhà khoa, cái nhà ông bác sĩ á, ta nói giờ ba bốn cái cảnh đó nó quen thuộc quen, cũng như là kia ta muốn xem cũng như là ta nói nó như nó biến thành cái nơi mà cái địa điểm mà
kịch bản à, là kịch bản. Hôm nay kịch bản là kiểu như là cái, mấy cái địa điểm mà ta hay quay phim á. Mà nhiều người nghĩ là em là cháu là người kéo dài á để câu, kiếm câu view á, câu ấy, câu lượt xem á. Kéo dài đâu mà đây do điều kiện, do điều kiện. Cô không nghĩ là người ta nói là kéo dài, cô nghĩ là do kiểu dạng như là không, là do điều kiện ngoại cảnh. Một mà ta không hiểu. Người ta đi nghe linh tinh là bắt đầu là người ta hay đổi hôm, hôm nay á, hôm nay đúng là đến giờ chót, cô đợi cho đúng giờ chót. Hôm lâu rồi em lấy thêm trứng choi để đến giờ chót. Đúng đến giờ chót là bắt đầu người ta thay đổi. Kiểu đá nó gần vào lưới rồi nó bắn ra luôn ấy. À, người kiểu thay đổi thao ấy thì là như vậy đúng không? Người ta thay đổi ý định luôn. Không đúng. Sao đúng được? Đến đâu anh đến tận lúc vừa rồi đây mới hỏi là cái cháu đến tận lúc nãy mới biết là không phải vào nhà vệ sinh gặp cô vừa mới biết thôi. Mà nãy đâu có quay được, quay đâu chưa quay cái khúc đó. Giờ mình chỉ kể thì miệng mà họ sẽ thất vọng á, thì cũng như là ta tưởng là có cái phòng rồi. Giờ một nữa là tiếp tục cái chuyện. Bác Thành cũng dễ chịu. Thấy bác Thành dễ chịu. Hôm nay như thế này cũng dễ chịu. Thấy Thường cũng dễ chịu hả? Đây là chị Liên phải diễn lại cho thằng nghe. Lúc đó Quyên, Quyên nhà ai cũng nhìn lại xuống nơi thấy ai cũng nhìn quá. Chị trai ơi, chị trai xuống quả đây. Cả một lần cả hành trình quá khó khăn. Mai có đi không? Không mai đi thì... Biết rồi, đi ra tiệm bánh kem chú đã. Thì... đi ra tiệm bánh kem đi chú. Các cháu với bác Ngọc thì cô đi thôi chứ còn không có thời gian đâu. Hôm nay hình như là Châu Anh mới biết là chưa được thuê. Mới biết mà. Mới biết này. Thế em phải nói lên chuyện được chú thôi. Nhưng mà chị biết em là ai, nhưng mà chị biết nó thằng. Nó không phục đâu. Bác về vào trong này. Gì? Thảo. Thảo cái này là Thảo. Anh nhìn cho nó. Đắp cái này vào cho mình xuống đây là được. À, cho người đi kiểm tra. Đâu, xe đâu? Gọi xe đi. À, khoan, như thế này. Có về Thảo không hay là sao cho Bác Thanh? À, về Bác Thanh cũng được. Ờ, về Bác Thanh. Thế chị về luôn à? Không, về đấy. Về đấy đi. Về đấy cho vui một lúc. Về đấy cho vui xíu đi. Chứ mai mới đi mà không. Bác ơi,